Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Huy Dư đây. Mình đang có mặt ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay là mình sẽ đi quay cho anh chị những cái lô đất giá mềm ha. Nói chung đất ở khu vực Đắk Lắk thì giá còn rất là hợp lý để mình mua, để dành vừa đầu tư cũng được, mà mua làm cổ hoặc là mua để ở cũng được. Thì đất thì gần như là không còn khuyết điểm rồi. Đất hữu cư, khu dân cư, tiện ích bao la. Đó, giá thì cũng dễ mua, dễ bán, tầm vài trăm triệu thôi. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ đại diện chủ bán quay review một vài lô đất nhỏ nhỏ, xinh xinh ở thị xã Buôn Hồ ha. Đó, để anh chị làm việc trực tiếp luôn, không qua môi giới. Thì đầu tiên là mình sẽ nói những cái thông tin cơ bản trước đi nha. Ở đây là thuộc xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Thị xã Bình Thuận này anh chị là cái xã nói chung là gần với thành phố Buôn Mê hơn. Tại vì nếu mà từ Buôn Mê á, trước khi mà vô Buôn Hồ thì mình sẽ qua cái xã Bình Thuận này trước. Sau đó mình sẽ đi vô trung tâm của thị xã Buôn Hồ. Thì cái vị trí đứng mình đứng ngày hôm nay á, nó có cái khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây là khoảng tầm 350 cây số chị nha. Và cách trung tâm của Đắk Lắk là thành phố Buôn Mê á là khoảng gần 30 cây, chứ mà vô trung tâm luôn anh chị. Còn cách trung tâm của thị xã Buôn Hồ thì khoảng tầm mười mấy cây thôi. Và từ vị trí này nè, mình đi thẳng ra quốc lộ 14 anh chị, chỉ chưa tới 4 cây số nha. Chưa tới 4 cây số. Rồi còn nói về tiện ích đó anh chị, thì ở đây trong vòng bán kính một cây số là có điện máy xanh, bách hóa xanh, chợ, trường học, ủy ban. Tại khu này là khu dân cư bàn cờ, khu này khu trung tâm của xã Bình Thuận anh chị nha, cho nên đó là nói về tiện ích đó, thì bao la bát ngát luôn. Và đặc biệt nha, đặc biệt nữa mình nói luôn đây, đất mình là ngay sát, gần sát với lại cái trục đường chánh. Đường này thì hiện tại là trên quy hoạch chị nha, tức là nó chánh đường chánh cái đoạn quốc lộ 4 từ Buôn Hồ đi thẳng lên từ Buôn Mê đi thẳng Buôn Hồ. Và cái tuyến chánh này nè, nó cũng kết nối với lại cái một cái tuyến cao tốc mà mình tin chắc là anh chị nào mà đang quan tâm đến đất ở Đắk Lắk là sẽ biết, đó là cao tốc Nha Trang vô Buôn Mê. Đó, tức là sau đó là nói chung là cái nói về cái tiềm năng về giao thông thì cái vị trí này phải nói là rất là đẹp ha. Còn nói về giá trị nghỉ dưỡng thì cũng ok luôn, tại vì khí hậu đây nó mát mẻ lắm anh chị, đất đai thì rất là màu mỡ đó. Rồi thì hôm nay á, mình sẽ giới thiệu đến anh chị một cái miếng đất. Thật ra là nó nhiều miếng đất đâu, tại vì á, để mình nói luôn ha, ngày xưa á, là nguyên cái miếng này nè là nó khoảng hơn 2000 m², có một cái nhà đó nha. Cái chủ họ mới khó khăn quá, họ mới cắt rồi họ bán. Đầu tiên họ bán cái nhà này, sau đó họ còn lại bán cái nhà đó, còn lại nguyên cái miếng này. Thì hiện tại đây là còn một cái miếng là hơn 1200 m², có 300 thổ cư. Sau đó là họ cắt ra thêm 5 lô nữa. Tới bây giờ là tổng thể mà cái miếng mà hơn 1200 m² này á, nó là hai mặt tiền chị nha. Đây, cả hai mặt tiền đều đường nhà nước. Thì nghe mặt tiền đường này nè là nó được khoảng 53 m ha, khoảng 53 m. Còn ngang thêm mặt tiền đường này á là khoảng 25 m ha, khoảng 25 m. Tổng diện tích là khoảng hơn 1200 m², có 300 thổ cư. Thì chủ họ mới cắt ra 5 lô nhỏ ha. Đó. Tức là từ cái sau xe mình đậu á dài tới cái góc hai mặt tiền này là 53 m. Thì các cái 5 lô thì mỗi lô á nó có cái diện bề ngang theo mặt đường này á là 10 m rưỡi ha, 10 m rưỡi. Dài vô là 25 m, nhưng mà riêng cái lô góc này nè là tới 11 m lần ha, 11 m, dài 25 m, và mỗi lô đều được chia đều 60 m thổ cư, tức là đủ để xây một cái nhà. Còn nếu như anh chị mình muốn xin lên nữa thì mình xin thôi, tại vì khu vực này là khu vực quy hoạch dân cư rồi, dân cư bàn cờ chị nha. Lát bà lại cam chị xem khu này đẹp như thế nào ha, khu dân cư bàn cờ tiện ích bao la. Thì mỗi lô
chạy ra là có cái diện tích trung bình đó là hơn 250 mét vuông vậy nha. À, hơn 250 mét vuông, chạy ra là khoảng 226 ta, khoảng 226 ha. Đất mình đó là đều quay mặt sang hướng đông ha. Đó, từ cái xe mình ha, từ đằng sau xe mình qua ở đây là 5 lô, mỗi lô là trung bình là 10 mét rưỡi. Thì mình cũng nói luôn nha, hiện tại á là đã có 2 lô là bán rồi, còn lại 3 lô thôi. Thì hai cái lô bán rồi là hai cái lô gốc nè, tức là cái lô gốc này ha là một lô nè, rồi liên kề với cái lô gốc này nữa là một lô nữa. À, tức là hai cái lô ở ngoài góc mặt tiền này đã bán rồi, còn lại 3 cái lô gần ngay xe mình đậu á thì chưa bán thôi. Đó, nói chung hiện tại là chưa có cột mốc rõ ràng chị nha, tại vì á mình cũng nói luôn là sổ là đang tắt ha, thì khi nào mà ra sổ rồi á thì sẽ tiến hành là mình công chứng sang tên. Đó, mình ước chừng á là 3 cái lô còn lại á nó sẽ tầm phút này nè, đó, chạy dài qua cái xe mình đậu ha, là còn lại 3 lô, mỗi lô là ngang 10 mét rưỡi, dài là 25, tổng diện tích mỗi lô là khoảng tầm 200, hơn 250, 26 gì đó. Thì mình báo giá luôn chị nha, hiện tại á là chủ đang mong muốn cái giá bán mà 3 cái lô này á đồng giá luôn, là mỗi lô là 520 triệu một lô anh chị nha. À, 520 triệu một lô. Thì anh chị nào mà mình thiện chí thì mình cứ trực tiếp gọi điện đi để đàm phán thêm nha. À, tại vì chắc chắn là mua bán phải có thương lượng. Còn thương lượng ít hay nhiều thì tùy vào cái độ thiện chí thôi. Đất này thì khỏi nói rồi, đây là cái đặc điểm chung của cái vùng này, đất đỏ Ba Giang cực kỳ tốt luôn. Đó, cho nên là mình thấy anh chị mình thích làm một cái ngôi nhà vườn biệt thự mini á, tức là một cái ngôi nhà tầm 60 mét vuông, hàng trăm mét vuông gì đó. Rồi mình trồng ít cây ăn trái, một hai cây. Hiện tại trên đất mình á là có trồng có được vài cây sầu riêng ha. Anh chị nào mà mình nhanh tay á, mình mua cái lô cái lô này đi, là mình được hai cái sầu riêng lớn luôn nè. Đó. Còn mấy lô còn lại á là nó cũng có sầu riêng, nhưng mà sầu riêng tơ thôi. Sầu riêng này mới trồng chắc được 5 năm, năm nhất năm hai gì thôi. Đấy, để mình bước vô sơ sơ cho chị xem cái đất mình ha. Đất thì bằng phẳng vuông vức ha. Nói chung là đất thì không có gì phải nói rồi. À, chỉ hơi cỏ chút xíu thôi. Cái đất này mùa mưa dĩ nhiên là phải cỏ rồi. Đất tốt quá mà. Đó, có hai cây điện, hai sầu riêng liền kề nhau nè. Hai cây sầu riêng đều có ăn hết rồi nè. Anh chị nào mình mua được cái lô này mình có hai sầu riêng này nè. Còn bên đây thì có ít cà phê với lại ít sầu riêng tơ thôi. Nhưng mà chung quy là chủ bán là bán đất là chính, chứ còn mấy cây này thì nó không có tính. Tại vì đất nhỏ mà, được bao nhiêu đâu mà tính. À, chủ yếu tao bán ở đất á. Thì đất này á, thì mình nói rồi, phù hợp để anh chị mình đầu tư hoặc là để mua để dành ha. Tại đất mình thì pháp lý rõ ràng hết rồi, đất có thổ cư, khu dân cư, tiện ích bao la. À, vị trí thì gần ngay đường chính, gần cũng ngũ lộ 4 luôn. Nằm giữa hai trung tâm của Đắk Lắk là thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Mê. Thành phố Buôn Mê Thuột á. Đi Buôn Mê cũng được, cũng tiện, mà đi về thị xã Buôn Hồ cũng tiện. Sau này mà tuyến tránh nó kết nối với cao tốc Nha Trang Buôn Mê á, thì khi đó là cái tiềm năng của mình thì khỏi nói rồi. Đây nè anh chị, mình đứng ngay đây nè để mình zoom lên ha. Mình zoom lên cho chị xem là mình thấy được cái bảng điện máy xanh luôn nè. Đó, anh chị thấy không? Cái trừ cái bảng điện máy xanh kìa. Đó, thì ngay cái điện máy xanh đó chính là trung tâm luôn nha anh chị. À, chính là trung tâm luôn. Trung tâm của Bình Thuận á, xã Bình Thuận á. À, là có chợ, bách hóa xanh, trường học, ủy ban. Đấy. Rồi, thì nói chung là đất thì rõ ràng quá rồi, giá cả thì mình cũng đã báo chi tiết rồi ha. Thì anh chị mình thấy hợp lý thì cứ liên hệ chủ. Còn bây giờ á, là mình sẽ cho anh chị xem một đoạn flycam trên cao để thấy được cái toàn cảnh ở khu vực này nó đẹp như thế nào ha. Rồi tiện thể thì dẫn chị ra tham quan ngoài chợ luôn. Hả? Còn sổ sách với lại những cái vấn đề pháp lý, quy hoạch hay là vị trí á, mình sẽ về nhà và cho anh chị xem sau ha. Anh chị nào quan tâm thì mình nhớ xem luôn cái phần đó nha, cũng khá là quan trọng đó. Rồi đây mình vẽ tổng thể của 1200 mét vuông mình thì chia 5 lô. Đó, thì hai cái lô góc mặt tiền, hai góc hàm tiền đã bán rồi, mình gạch chéo chéo á, còn lại 3 lô còn lại ha. Đó, cái nhà này là cũng là chủ luôn á, nhưng mà giờ họ chừa lại cái nhà này ha. Đó, họ chừa là khoảng tầm 800 mét vuông.
còn lại của mình nó là 1.000 khoảng 1.200 mét vuông chị ha. Từ đất mình nhìn thẳng đó chính là trung tâm đó chị, có điện máy xanh, bách hóa xanh, chợ, trường học đó. Nói chung mà đứng ngay đất mình là nhìn thấy luôn cái điện máy xanh, là chị hiểu là nó cái mức độ gần như, là như thế nào rồi, đúng không? Đó, trung tâm xã đó anh chị nha, hướng coi đi ra đó là cũng đi ra ngoài trục quốc lộ 4 luôn đó. Ra đó là mình để đi về trung tâm của thị xã Buôn Hồ cũng như là thành phố Buôn Ma Thuột. Còn riêng ở đây thì chị thấy là đây là khu dân cư bàn cờ gì ha. Đó, chị thấy không, đường xá là nó sẽ bàn cờ rất là đẹp, cho nên là đất ai cũng vuông vắng cũng đẹp hết trơn á. Và dĩ nhiên là ai cũng có thổ cư, khu dân cư mà anh chị, đất đai thổ nhưỡng rồi tiện ích rồi khí hậu, là nói chung khu vực này tuyệt vời. Đó, thì tầm ngay chỗ này nè là sẽ có đường tránh chị ha, là lúc đầu mình có đề cập á, đường tránh thị xã Bình Thuận á, đi thẳng qua Buôn Hồ. Xa xa mình có cái hồ ha, hồ lớn đó, hồ đó không biết hồ gì nhưng mà cũng khá là lớn. Nói chung khí hậu đây thì tuyệt vời anh chị, mà nói về tiện ích cũng quá đầy đủ luôn. Nói gì thấy dân cư san sát luôn ha, đường thông tứ hướng, đường bằng cờ mà. Rồi đây bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem lại toàn cảnh cái khu đất mình ha. Đó, ngay cái xe đen mình đậu đó anh chị. Đây 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 đây. Đó. Nói chung là vị trí thì không có phải chê rồi. Đây. Đây. Mời chị xem cận cảnh ha. Rồi sau đó mình đây bây giờ mình sẽ chuẩn bị dẫn chị tham quan đi ra chợ coi chợ có gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn chị tham quan ha. Thì nãy chị mình xem lại cao như thế, khu này khu bàn cờ, cho nên là mình đi cái hướng nào cũng ra hết trơn. Hướng nào cũng ra là trung tâm hết. Mình sẽ đi hướng view này đất đi này ha. Cao nữa, view đất này nó cao. Cao đúng rồi, tức mình đứng trên đất mình nhìn thẳng xuống trung tâm luôn. Cho nên thoáng cũng mát nữa. Chị thấy không? Đây toàn là đa số nhà vườn đẹp đẹp không à. Anh chị mình nếu mà có điều kiện mình mua luôn cỡ 2 lô đi, 2 hoặc 3 lô luôn, thì cái đất mình nó sẽ rộng đẹp hơn. Làm cái dạng như mô hình nhà vườn như vậy nè, thổ cư sẵn rồi, xây nhà thoải mái. Đấy, chị thấy không, trung tâm kìa, cái bảng điện xanh to đùng luôn. Từ đây mình chạy ra khoảng tầm cây số ha, là ra đầy đủ cái tiện ích. Hai bên đường là rất là đẹp, mà đường này nói chung là cũng không phải lớn đâu, nhưng mà ô tô đi thoải mái, chứ là đường bằng cờ cho nên là mình cũng thông thoải mái. Chỉ sợ là quy hoạch thì nó rộng, thực tế thì đường đủ đi. Nhà máy Thái chắc cũng thành phố vậy, nói chung là cũng có người phố vậy, ta làm xây nhẹ ta nghỉ dưỡng. Thì khí hậu này nói chung cũng mát, đất thì thổ nhưỡng thì khỏi nói rồi, đất đỏ đẹp. Chạy khoảng tầm 700m là mình sẽ gặp ngã ba trường học. Ngã ba đầu ngã ba là một cái trường mẫu giáo anh chị ha, trường mẫu giáo qua Hoa Ngọc ha. Trường mẫu giáo Hợp Lan đó. Đây vừa ngã ba để trái là cái là thấy chợ liền vậy nha, chợ này chợ trung tâm, chợ xã nha anh chị. Đấy. Đây phải về luôn. Đó, điện máy xanh. Đó, bên trái mình là bách hóa xanh. Chợ đi nãy giờ đi chợ đây ha. Chợ này là buổi sáng nó bán tấp nập luôn á. Còn đây là điện máy xanh. Còn nếu mà đi thẳng vô á là trường học, có trường học ha, và ủy ban xã Bình Thuận. Còn bây giờ là mình sẽ quẹo phải. Thì quẹo phải á, mình đi khoảng tầm 2 cây, hơn 2 cây ha. Đó, khoảng tầm 2 cây rưỡi á là mình sẽ ra ngay quốc lộ 14. Thì ở đó là ngay là cái đèo luôn. Đèo mang tên là đèo Hà Lan. Anh chị mình gõ trên Google Maps là đã cái đèo đó à. Tức là ra cái đèo Hà Lan đó, mình quẹo ra trung tâm của xã Bình Thuận là mình tới đất mình. Cho nên cái vị trí mình rất là đẹp ha. Thì ra ngoài đèo đó để trái á thì về hướng Buôn Mê, còn quẹo phải á là hướng về trung tâm của thị xã Buôn Hồ. Mình nằm giữa hai trung tâm của Đắk Lắk rồi. Rồi vậy đi ha. Cái gì lát nữa mình sẽ mời anh chị xem những cái thông tin kia sau. Rồi bây giờ mình mời anh chị xem cái sổ đây. Đây cái sổ tổng ha, sổ tổng của nó là hơn 2.000 mét vuông nè, chính xác là 2.010 mét vuông. Có đất ở thổ cư,
thì đây xã Bình Thuận nè, ngày xưa nó không phải là thuộc thị xã Buôn Hồ nhưng sau này sắp nhập vô Buôn Hồ luôn rồi nè. Ngày xưa nó là của cái huyện này, là cái huyện như là Trong Bút gì nè, từ Đắk Lắk, nhưng bây giờ thuộc thị xã Buôn Hồ rồi chị nha. Rồi đây là tổng thể khu đất mình anh chị, hơn 2.000 mét vuông nằm vậy nè, góc hai mặt tiền đường nè. Thì hiện tại là chủ phần chủ là nằm bên đây ha, còn phần của mình, cái phần của mình còn lại là khoảng 1.200 mét vuông nằm bên đây, phần gạch này nè. Thật ra cái phần gạch này là tự gạch đại vậy đó, tức là ban đầu là chủ họ tính cắt hai cái chiều này ha, nhưng mà sau này nghĩ lại là cắt hai chiều này ha, cắt hai chiều này là 5 lô đó. Thì cái lô này lô hàng tiền nè, còn lại là 5 lô này thì tới lô nọt tiền thì nó có cái chiều ngang nhiều hơn đó. Còn cái lô 4 lô lại thì nó giống nhau đó. Hiện tại mình nói rồi ha, là hai cái lô ngay góc hai mặt tiền này bán rồi, còn lại 3 lô còn lại đồng giá 520 triệu chị ha. Nói chung là mình chỉ cho chị xem tương đối cái sổ thôi, còn chi tiết như thế nào anh chị mình trực tiếp liên hệ bên chủ, họ sẽ cho xem thông tin giấy tờ rõ ràng hơn ha. Tại trong giới hạn video thì mình không thể cho xem hết giấy tờ được. Rồi cuối cùng thì mình sẽ mời anh chị xem cái vị trí đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung ha. Đây, cái khu đất mình nằm ở ngay này ha. Đó, thì chủ họ cắt, họ chừa là cái nhà này, chừa phần nhà này, còn lại còn là khoảng 1.200 mét vuông nè. Thì chủ tiếp tục cắt ra 5 lô là bán. Chị thấy khu bàn cờ ha, khu dân cư. Đó, từ đất mình ha, nhìn thẳng ở đây, ngay trung tâm chợ nè chị, quá xanh, điện mới xanh, trường học này nọ, rồi ủy ban xã Bình Thuận nè. Thì mình ra ngoài ngay chợ nè, cái mình đi thẳng luôn ha, thẳng luôn là ra ngay quốc lộ 14, là đèo gọi đèo Hà Lan gì ha, ngay đầu cây xăng nè, cây xăng quân đội nè. Thì ra đây thì quẹo phải lên xíu là mình sẽ vô trung tâm của thị xã Buôn Hồ. Vô trung tâm thị xã rồi khỏi nói rồi ha, để đủ tiện ích. Còn không anh chị mình vô trung tâm của tỉnh luôn ha, là thành phố Buôn Ma Thuột á. Đây, thì ở đây có sân bay luôn ha, thuận tiện di chuyển. Và nói chung là thành phố Buôn Ma Thuột khỏi nói là thủ phủ Tây Nguyên mà, cho nên là nói về tiện ích thì không phải nói nhiều ha. Cho nên cái vị trí này mình thấy là rất là đẹp. Anh chị mình mua để mà đi dành ở cũng được, mà đầu tư cũng được. Nói chung là mình thấy là đây một miếng đất mà còn giá hợp lý ha, để mình thể là mua đi dành làm của được. 520 triệu mỗi lô. Thì còn 3 lô, anh chị mình nếu mà muốn mua 3 lô luôn hoặc là mua lẻ từng lô đều được ha. Thì tất nhiên là mua nhiều thì sẽ có cái giá hợp lý hơn, đúng không? Đấy. Đi, anh chị mình cứ quan tâm thì cứ trực tiếp liên hệ chủ nha. Mình xin phép kết thúc video. Còn những thông tin gì đó thì anh chị mình muốn biết á thì cứ liên hệ chủ. Còn trong giới hạn video này thì mình chỉ nói sơ sơ qua về cái tiềm năng, vị trí cũng như thông tin cơ bản của miếng đất này thôi. Tất nhiên là không thể nào mà nói hết được. Rồi thì anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như video này á, thì có thể alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243, hoặc số Viettel là 0373 230243. Cảm ơn chị mình đã xem hết video này nha. Chào mọi người.